tại buổi hội đàm trực tuyến với bộ trưởng bộ năng lượng thương mại và chiến lược công nghiệp vương quốc anh và bắc ireland greg hans bộ trưởng bộ công thương việt nam nguyễn hùng diên cho biết việt nam ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo giảm nhiệt điện than phấn đấu sớm đạt mục tiêu trung hòa carbon Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Greg Hans đã nêu một số câu hỏi liên quan đến mục tiêu trung hòa carbon của Việt Nam cũng như những nội dung liên quan tới dự thảo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Chia sẻ quan điểm của Việt Nam về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, hiện nay nhiệt điện than của Việt Nam chiếm trên 32% tổng công suất nguồn điện toàn quốc và đang đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tại dự thảo quy hoạch điện 8, tổng nguồn nhiệt điện than tới năm 2030 là 40,7 GW, thấp hơn gần 15 GW so với quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Bộ Công Thương đang phối hợp cùng các bộ ngành cơ quan liên quan tính toán, nghiên cứu, đánh giá một cách tổng thể về các khả năng và kịch bản phát triển kinh tế xã hội, năng lượng và môi trường để đạt được mục tiêu trung hòa carbon trong thời gian sớm nhất để Thủ tướng Chính phủ Việt Nam công bố tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP26 cũng tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đánh giá cao những nỗ lực của Vương quốc Anh với tư cách là nước chủ nhà của hội nghị COP26 năm nay đã tích cực tổ chức rất nhiều hoạt động, sự kiện đối thoại có ý nghĩa để các bên, trong đó có Việt Nam, tham gia chia sẻ và trao đổi các kinh nghiệm cũng như quan điểm hướng tới giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.